Thường xuyên tự tay đập vỡ điện thoại của mình, Business Insider mới đây hé lộ về một bí mật được ít ai biết đến về tỷ phú Elon Musk, đó là CEO này thường xuyên thay smartphone mới, đôi khi là tự tay đập bỏ những chiếc điện thoại của mình, nhưng hoàn toàn không phải vì vấn đề thời trang hay chuộng những sản phẩm mới ra mắt. Thay vào đó, lý do được nêu ra là bởi Elon Musk luôn lo ngại về vấn đề bảo mật và không muốn các dự án sáng tạo của ông tại Tesla và Space bị lọt ra bên ngoài. Bí mật này được tiết lộ bởi một nhân viên cũ của Elon Musk làm việc tại space thói quen có phần kỳ lạ của elon musk cũng được xác nhận bởi luật sư của ông alex piro trong một buổi phỏng vấn đối với người dùng việc tự tay phá hủy điện thoại nghe có vẻ tiêu cực nhưng trên thực tế đối với các chuyên gia bảo mật thì đây lại là một hành động cần thiết mỹ cyber security từng có một bài viết cho rằng ngay cả khi người dùng chuyển toàn bộ dữ liệu sang một thiết bị di động mới thì chiếc điện thoại cũ của chúng ta vẫn có thể bị hách bằng cách khôi phục các thông tin quan trọng do đó cách tốt nhất để bảo mật thông tin đó là phá hủy hoàn toàn chiếc điện thoại từ sim các thẻ nhớ cho tới mọi chi tiết bên trong sau đó mang chúng tới cơ sở tái chế đồ điện tử